anh em có để ý thấy không, xuống chơi xe bây giờ đa số đều ưa thích cái sự vừa đủ, từ cái việc đậu xe mới, sử dụng xe cũng như là độ xe. Người thì thích độ kiển, còn người thì lại thích nâng cấp sức mạnh động cơ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, độ ít á, thì không phải đam mê, còn độ nhiều á, thì dễ bị chơi là sến, là cải lương, và chưa kể là rất là dễ bị mấy anh Ý mời vào lề. Thế nên giờ đây á, anh em ưa chuộng cái việc lựa chọn đồ chơi cho xe á, đơn giản và hiệu quả, cũng như là phục vụ cho mình trên những cung đường dài. Một trong những món mà mình thấy rất là nhiều anh em lựa chọn để nâng cấp đó là hệ thống chiếu sáng trên xe. Trên thị trường có hai loại cơ bản, đó là đèn chở sáng cũng như là mặt tăng sáng, hoặc là chở đèn gắn bên trong. Vấn đề khi gắn đèn chở sáng á, đồng ý là sẽ đảm bảo được ánh sáng tốt, nhưng mà cái cường độ sáng tỏa ra rất là lớn sẽ gây chói mắt người đối diện, chưa kể là không phải dòng xe nào cũng có thể giấu dây bên trong được, cho nên thường là sẽ bắt ốc rồi khoan vít rồi đi dây rất là rườm rà, phần nào cũng sẽ gây mất thẩm mỹ. Còn với những loại mà tích hợp vào bên trong á, anh em thử tưởng tượng đi, cường độ sáng tỏa ra sẽ cực kỳ lớn luôn. Với những xe đi cùng chiều á, thì đèn sẽ chiếu vào gương, phản xạ lại vào mắt, gây chói. Và đối với những xe ngược chiều á, thì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt người khác cũng gây khó chịu cho những người xung quanh. Vì thế, để trung hòa được các yếu tố nâng cấp hệ thống ánh sáng, thẩm mỹ, không gây chói và đặc biệt là độ bền cao á, thì mình thấy chó đèn hai vòng của Zebac rất là đáng để thử. Thì trên tay mình đây là bộ chó đèn mới nhất tới thương hiệu Zebac thuộc phiên bản Spotlight Ultimate dành riêng cho xe Future LED. Chưa tính đến phần trải nghiệm á, thì ngay từ thiết kế bên ngoài thôi đã làm mình rất là ấn tượng rồi. Phần pha có được phân tích rõ ràng bởi giải LED ở đây, thì phần LED này anh em có thể thay đổi màu sắc. Mỗi bộ chiếu đèn đến thương hiệu Zebac đều được nâng cấp độ sáng so với zin, đảm bảo cho anh em việc di chuyển trên phố cũng như là đảm bảo an toàn khi mà mình đi đường dài. Mình đã test trên nhiều điều kiện đường á, thì thấy ánh sáng cho ra rất là tốt luôn. Phần pha có được tách bật rất là rõ ràng, đặc biệt là khi nhìn từ trực diện vào á, không gây chói cho người đối diện. Quan trọng nhất là mức giá cho bộ sản phẩm này cực kỳ rẻ luôn, chỉ hơn một củ thôi là anh em đã có thể sử dụng được sản phẩm chính hãng nè, bảo hành 12 tháng. Và cái mặt Mica này á, mình vẫn có thể thay đổi theo ý thích cá nhân của mình, muốn ngầu thì chọn màu đen khói như này, và muốn đơn giản hơn thì chọn màu trong sáng. Anh em cứ yên tâm là bộ chó đèn đến từ thương hiệu Zebac có thiết kế gần như là zin luôn, từ bách gắn nè, rồi dây điện cũng như là những con ốc. Anh em có thể thực hiện tại nhà. Nếu không yên tâm thì anh em có thể đến các shop của Hai Bánh để tụi mình có thể phục vụ cho anh em tốt nhất. Và đừng quên, trong thời gian này nếu như anh em mua đèn đến thương hiệu Zebac sẽ được tặng kèm một cái ly rất là xinh xắn như thế này.